Trên địa bàn các địa phương phía đông nam của tỉnh Gia Lai gồm các huyện Phú Thiện, Sapa, Krông Pa và thị xã Ajunpa có 34 công trình thủy lợi đang vận hành khai thác, gồm 6 hồ chứa nước, 6 đập dâng và 22 trạm bơm điện, trong đó có các công trình thủy lợi lớn như Ajun Hạ, Gia Mờ Lá. Tổng năng lực theo thiết kế của 34 công trình thủy lợi cấp nước tưới cho trên 22.800 hecta đất sản xuất, gồm gần 18.300 hecta lúa và gần 4.600 hecta rau màu, cây công nghiệp các loại. Qua thống kê, tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của các địa phương phía đông nam của tỉnh là khoảng 133.540 hecta. Như vậy, các công trình thủy lợi hiện tại mới chỉ đáp ứng tưới được hơn 17% diện tích đất sản xuất của người dân. Tỉnh Gia Lai đang phối hợp hoàn tất hồ sơ theo quy định để đề nghị Trung ương sớm triển khai xây dựng hồ chứa nước Gia Tun, huyện Sapa với tổng năng lực tưới khoảng 8.600 hecta, dự kiến hoàn thành sau năm 2028 để nâng tỷ lệ cấp nước phục vụ sản xuất cho khu vực phía đông nam tỉnh lên khoảng 23,56%.